chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi trang cơ sở của huyện Bắc Yên phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Trang cơ sở ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Bí thư chi bộ bản gương mẫu. Bắc Yên chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022-2023. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương nhất thể hóa bí thư chi bộ của tỉnh ủy, anh Mùa A Pình, trưởng bản Háng Đồng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, vừa được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ kiêm trưởng bản. Đối với bà con nơi đây, anh vừa là trưởng bản năng động nhiệt tình trong các hoạt động, vừa là một tấm gương tiêu biểu trong xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Bản Háng Đồng có 216 hộ, trên 1.300 nhân khẩu, 99,5% dân số là dân tộc Mông. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Với vai trò là trưởng bản, anh Mùa A Pình luôn trăn trở suy nghĩ làm sao để phát huy vai trò gương mẫu của người đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị của bản vững mạnh, từng bước nâng cao đời sống cho người dân. Anh chia sẻ, mấy năm trước, giống như nhiều hộ dân khác, chỉ mong đủ ăn chứ chưa dám nghĩ đến chuyện làm giàu. Vợ chồng thường động viên nhau, nuôi con gà, con ngan, con bò, trồng cây rau, quả bí, vừa để cải thiện cuộc sống gia đình, vừa để người dân nhìn thấy mình làm được. Từ đó đi tuyên truyền vận động thì họ mới tin, mới làm theo. Mọi công việc được chi bộ phân công, đồng chí trưởng bản nhiệt tình tuyên truyền đến người dân, nhất là việc vận động dân chuyển hướng sản xuất, trồng thảo quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Do đó tỷ lệ hộ nghèo ở bản đã giảm rõ rệt. Bản thân anh Mùa A Pình luôn tự tìm tòi, học hỏi, nâng cao hiểu biết pháp luật và các kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Trong các buổi họp bản sẽ trực tiếp tuyên truyền đến người dân, ai không hiểu sẽ được giải thích cặn kẽ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bản Háng Đồng gặp nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh. Với phương châm mưa dầm thấm sâu, anh Pình cùng với các tổ chức đoàn thể của bản nỗ lực vận động nhân dân góp công góp của, chung tay xây dựng nông thôn mới. Dần dần, người dân đã nhận thức rõ mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và tự nguyện góp ngày công lao động, đóng góp tiền mặt xây dựng đường giao thông. Đã có 33 hộ làm nhà vệ sinh tự hoại, xóa được 4 nhà tạm. Những hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, tỷ lệ trẻ em đến trường cao hơn, sức khỏe của nhân dân được quan tâm và chăm sóc tốt hơn. Đồng chí trưởng bản còn rất trẻ nhưng rất nhiệt tình gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho người dân trong bản. Về cái vấn đề quản lý an ninh trật tự của bà con thì tôi luôn luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của bà con và xem xét những cái công việc nào cần thiết, cần xử lý cấp thì tôi luôn luôn điều động và chỉ đạo của năm khối đoàn thể phối hợp để giải quyết kịp thời. Để phát triển kinh tế, anh Pình cùng với chi ủy, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, tập quán sản xuất, từng bước chuyển dịch từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, nhiều mở rộng diện tích khai hoang ruộng bậc thang, nương bậc thang, trồng thảo quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng tăng 11,6 ha so với nghị quyết. Cả bản có 103 ha cây thảo quả, 19,5 ha chè san tuyết. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên 3.600 con. Các ngành nghề thủ công đang từng bước được khôi phục. Nghề rèn thủ công, dệt may thổ cẩm, chú trọng quan tâm bảo vệ và phát triển rừng. Với việc phát triển kinh tế gia đình trong thời gian tới thì bản thân tôi cũng nghĩ tới về cái phát triển du lịch, cũng định hướng là làm cái nhà homestay để đóng khách đến. Và thứ hai nữa là tôi cũng định hướng là sẽ nuôi thêm ngang gà và lợn để phục vụ cho khách du lịch. Và đây là cái định hướng hiện tại thì tôi cũng đang thực hiện nhưng mà quy mô thì nó chưa được to. Nó chỉ là
phạm vi thi công tư cốt, cho nên là nó chưa đầu tư một cách cụ thể. Đấy, nhưng mà cái định hướng là sẽ dẫn gia đình là sẽ làm. Là tấm gương đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào và là cầu nối xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc ở vùng còn nhiều khó khăn nhưng giàu tiềm năng phát triển du lịch. Anh Mùa A Pình xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là khai giảng năm học mới 2022-2023. Đến thời điểm này, huyện Bắc Yên đã huy động tối đa các nguồn lực, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo cho hoạt động giáo dục và đào tạo, triển khai tốt nhiệm vụ đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục cho năm học mới. Phóng sự sau của phóng viên chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm học vừa qua, toàn huyện Bắc Yên duy trì 44 trường và một trung tâm giáo dục thường xuyên với 785 lớp và 20.551 học sinh. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng năm học vừa qua, toàn ngành giáo dục huyện Bắc Yên đã tập trung tổ chức triển khai tốt việc thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phòng chống dịch, vừa nâng cao chất lượng giảng dạy. Đối với cấp học giáo dục mầm non, lĩnh vực phát triển thể chất của trẻ đạt 97%. Đối với tiểu học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học đạt 99,4%. Đối với trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh hoàn thiện chương trình trung học cơ sở và bổ túc trung học cơ sở đạt 99,8%. Năm 2022, tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông tại huyện Bắc Yên đạt 100%. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, năm học 2022-2023, huyện Bắc Yên tiếp tục phát huy tối đa về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các trường. Cùng với đó, trước khi bước vào năm học mới, một số đơn vị trường đã được đầu tư mới về phòng học, nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Dự kiến năm học này, huyện Bắc Yên tiếp tục duy trì 44 trường và một trung tâm giáo dục thường xuyên với 775 lớp, giảm 10 lớp so với năm học trước. Tổng số học sinh ở các cấp học là 20.881 em, tăng hơn so với năm học trước, với hơn 1.500 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Thì chúng tôi đã chỉ đạo các trường là tập trung rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, lớp học, thiết bị dạy học, bàn ghế để điều chỉnh bổ sung từ những trường thừa sang trường thiếu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương báo cáo để rà soát các cái điểm trường mà cơ sở vật chất chưa đảm bảo để tu sửa, để phục vụ tốt cho việc đưa trẻ đến trường. Thứ hai nữa là rà soát toàn bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý ở các trường, đặc biệt trong đó là các giáo viên liên quan đến dạy môn chuyên như là môn tin, môn tiếng Anh, đề xuất với phòng nội vụ và ủy ban nhân dân huyện để bố trí luân chuyển và giao nhiệm vụ để thực hiện tốt chương trình dạy học mới, trong đó trọng tâm là chương trình dạy của lớp 7, lớp 3 theo tinh thần chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cơ sở vật chất ở các trường học trên địa bàn huyện Bắc Yên thời gian qua đã được đầu tư ngày càng đồng bộ và xây dựng khang trang hơn. Đây là cơ sở để các nhà trường ở các xã vùng sâu, vùng cao trong huyện tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trong năm học mới. Triển khai tốt công tác nấu ăn bán trú cho học sinh, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, nâng cao chất lượng học tập của học sinh vùng khó khăn. Công tác huy động trẻ ra lớp tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các xã và các trường học phối hợp triển khai có hiệu quả. Chỉ đạo cho bà con nhân dân bản đã tu sửa lại, quyết dọn lại các cái điểm trường để chuẩn bị cho năm học mới, là các cháu học sinh có cái chỗ ăn học đầy đủ, đảm bảo cho công tác học tập. Đồng thời cũng đã chỉ đạo các bản cũng như là phụ huynh học sinh là vận động con em đến lớp đến trường đầy đủ. Và đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã thì đã chiêu sinh học sinh cấp 1 và cấp 2 thì đã đến trường để học tập cho năm học mới. Theo kế hoạch năm học 2022-2023, các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Bắc Yên đã bắt đầu tựu trường từ ngày 22 tháng 8, giáo dục mầm non tựu trường vào ngày 26 tháng 8.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số trường học, cùng với nhiệm vụ được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong công tác giảng dạy, các điều kiện về cơ sở vật chất và sách giáo khoa cũng được các trường học sớm triển khai để đảm bảo tốt nhất thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới. Ở nhà trường bám sát được cái nội dung chương trình để thực hiện cái nhiệm vụ năm học. Một cái nội dung tiếp theo rất quan trọng đó là việc tu sửa cũng như là khắc phục những cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo cái việc dạy và học, đặc biệt là trường lớp với cái trang thiết bị dạy học. Cái nội dung tiếp theo nữa đó là cái việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong cái công tác vận động cũng như là duy trì cái sĩ số học sinh của đơn vị nhà trường để đảm bảo cái chất lượng dạy và học của nhà trường. Ghi nhận tại trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn Bắc Yên, năm học mới này nhà trường có 41 lớp, tăng 2 lớp so với năm học trước. Trong đó tiểu học có 26 lớp, trung học cơ sở 15 lớp. Tổng số học sinh cấp tiểu học là 819 em, trung học cơ sở là 549 em, có tổng số 69 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Bước vào đầu năm học này, nhà trường được huyện quan tâm tu sửa hai nhà hai tầng của cấp tiểu học với 17 phòng, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, đồng thời đang tiếp tục sửa chữa một số trang thiết bị cần thiết khác để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Thì năm học 2023-2024, số lớp của cấp trung học cơ sở sẽ lại tăng thêm, do đó là chúng tôi sẽ lại càng thiếu phòng học. Và năm 2023 thì nhà trường sẽ lại tiến hành đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Vậy thì để đảm bảo cái cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cũng như là đảm bảo tiêu chí của trường chuẩn quốc gia thì chúng tôi rất mong các cấp lãnh đạo sẽ quan tâm khảo sát và đưa hạng mục công trình xây dựng mới nhà hiệu bộ của nhà trường vào thi công. Bên cạnh đó là lát lại toàn bộ sân của khu trung học cơ sở để giúp chúng tôi đảm bảo tiêu chí về cơ sở vật chất của nhà trường. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Làng Chếu, 100% học sinh là dân tộc Mông. Phát huy những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, năm học 2022-2023, nhà trường tiếp tục phát huy tối đa cơ sở vật chất, đảm bảo duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học này, nhà trường tiếp tục duy trì 6 điểm trường, trong đó 5 điểm trường lẻ ở các bản. Sau khi hoàn thành công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trong dịp hè, ngày tựu trường, các cán bộ giáo viên của nhà trường đã triển khai, rà soát trang thiết bị, sách giáo khoa, phân công giáo viên để thực hiện các nhiệm vụ trong năm học mới. Và dự kiến của năm học 2022-2023 thì nhà trường mở 22 lớp với 532 học sinh và có tổ chức cho học sinh nấu ăn cho học sinh bán trú. Đối với những học sinh ở các cái điểm trường lẻ, thì các em đối với học sinh lớp 3 đã được trở về trung tâm học tập để các em được thực hiện đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và nhà trường cũng đã thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú để nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Chúng tôi có mặt tại một số địa phương trong ngày tựu trường năm học 2022-2023. Không khí chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới được diễn ra khá nhộn nhịp. Các bậc phụ huynh cũng tấp nập mua sắm thiết bị đồ dùng, quét dọn nơi ăn chỗ ngủ cho con em mình, đưa trẻ ra lớp đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Tôi có con đang học, hôm nay đến đây để lao động dọn dẹp vệ sinh cho năm học mới và mua sắm đồ cho con đi học. Với sự chủ động tích cực trong công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, tin tưởng rằng năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện Bắc Yên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học mới đã đề ra. Trang cơ sở của huyện Bắc Yên phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở sau.